Vân TV xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thì vào mỗi dịp cuối năm ấy, thường là bà con mình đi lại rất là nhiều bằng các loại phương tiện. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn, hướng dẫn hoặc là chia sẻ với các bạn cách đi máy bay giá rẻ. Đi máy bay thì đó là một phương tiện quen thuộc với rất nhiều người rồi, nhưng có một số người cũng chưa được quen lắm hoặc là thậm chí có người chưa đi lần nào. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách đi mua vé rồi lên máy bay rồi đi như thế nào cho nó dễ dàng nhất cho những bạn mà chưa quen hoặc chưa đi lần nào. Mà chi tiết nhất từ đầu đến cuối và dễ dàng nhất từ khâu mua vé đến khâu lên máy bay rồi xuống máy bay rồi sinh hoạt trên máy bay như thế nào, mình sẽ chia sẻ tất tật tật với các bạn từ A đến Z cách đi máy bay giá rẻ vào mỗi dịp cuối năm như thế này. Mời các bạn theo dõi nhé. Bây giờ mình bắt đầu hướng dẫn các bạn là mua vé. Đầu tiên thì bạn tải một cái ứng dụng Vietjet ở trên mạng về như thế này. Đây, để đi máy bay thì mình thường mình có tất cả các app của hãng, các hãng máy bay. Nhưng mà mình đi máy bay giá rẻ thì đây Vietjet, các bạn chọn vào, bấm vào, nó lên một cái giao diện như thế này. Thế các bạn đi mà khứ hồi hoặc một chiều thì các bạn chọn mình sẽ đi một chiều, bấm vào cái nút một chiều này. Điểm khởi hành thì các bạn chọn, bấm vào đây. Mình khởi hành là từ Hải Phòng đây. Kéo xuống đây, tìm thấy chữ Hải Phòng, bấm vào chữ Hải Phòng. Điểm đến sẽ là Hồ Chí Minh. Chọn luôn. Xong mình chọn đến ngày. Đây, chọn ngày thì ở chỗ này. Bấm vào chỗ chọn ngày, mình muốn ngày nào. Chẳng hạn mình muốn ngày mùng 1, bấm vào ngày mùng 1. Tháng 11 năm 2024, bấm đi tiếp. Kéo luôn xuống và tìm ở chỗ là tìm giá rẻ nhất này. Xong bấm vào tuyển chuyến bay. Nó sẽ hiện ra một cái như thế này. Và chọn ngày mình sẽ chọn cách xa nước đi khoảng 2 tuần, 10 ngày đến 2 tuần thì giá vé nó rất là rẻ. Mình sẽ đi chọn trước trên khoảng 2 tuần đi. Mình tìm một cái chỗ là tìm vé rẻ nhất này. Bấm vào tìm chuyến bay. Giá vé rẻ nhất là 590.000. Mình bấm vào. Chọn đi tiếp. Vé này 590 nó đánh dấu xanh vào đây. Nếu bạn đi vào giờ đó là 22:45. Đó là cách mua vé rẻ nhất, nhưng hôm nay mình đi gấp, mình đi mua chỉ sau một ngày thôi. Mình chọn cái ngày kế bên, mình phải mua với giá cao hơn nhiều. 1.290.000. Đây, 1.290.000 đây. Ở dưới cùng nhé, có cái chữ màu xanh nhé. Bấm vào cái chỗ màu xanh này. Mình kéo luôn xuống dưới đây. Đây, vé mình là vé Eco, là vé rẻ nhất, hàng cuối cùng này. Mình chọn vào đó. Rồi bấm chữ đi tiếp. Nhưng mà tổng cả thuế phí vô nữa thành 1.976.000. Khi mà có chữ đi tiếp rồi, nó hiện ra cho mình một cái như giao diện như thế này. Để mình điền vào. Chọn nam này, bấm vào họ tên. Họ trước, tên sau. Các bạn điền đầy đủ những cái thông tin vào cái yêu cầu của họ ở đây, thế là được. Mình bấm nút đi tiếp. Đấy, cập nhật thông tin khách hàng thành công. Thì đến đây, giá vé của nó trên tổng là 2.250.000. Thì gồm có chọn hành lý. Hành lý là 200.000. Mình không muốn hành lý, mình không cần. Mình bấm vào đây cho ra. Mình kéo xuống. Chọn chữ không cảm ơn này. Đấy. Còn bạn nào có mấy chục ký hành lý ký gửi thì cứ để nguyên thôi, không cần phải bỏ. Rồi mình bấm xác nhận. Thế là nó trừ đi cái 200.000 đó. Bảo hiểm du lịch thì các bạn tùy, muốn mua thì mua, không mua thôi. Mình không mua, mình cũng bấm vào đây. Mình kéo xuống đây. Mình chọn là không. Và bấm xác nhận. Thế là giá vé bây giờ còn 1.976.000. Bấm đi tiếp. Kéo lên đây. Bây giờ mình chọn thanh toán này. Tất cả các loại thẻ đây đều thanh toán được. Mình thường hay thanh toán bằng Momo. Bấm vào Momo chọn. Cái phí thanh toán của nó là 54.000. Cộng với lại vé 1.976.000. Thì nó thành là 2.030.000. Thì mình bấm vào nút thanh toán. Đấy. Thanh toán thành công rồi. Xong rồi thì họ sẽ cấp cho mình một cái mã đặt chỗ như thế này. Thì mình sẽ check in ở ngay trên điện thoại nếu luôn cũng được, hoặc là lên trên sân bay check in trên đó. Vậy là cái khâu mua vé trực tuyến như thế đã xong rồi. Các bạn có thể đến các đại lý vé thì giá nó cũng như vậy thôi. Và nếu các bạn thấy hay, đăng ký kênh mình để theo dõi và cho mình xin một like nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mời các bạn đi lên máy bay cùng mình nhé. Thì để ra sân bay hôm nay mình sẽ đi bằng xe ôm.
Cũng lần đầu tiên mình đi xe công nghệ xanh này. Hôm nay mình đi ra sân bay bằng đường Phạm Văn Đồng. Thì ở khu mình ở Thủ Đức thì có nhiều lối để đi lên sân bay lắm. Có đường Phạm Văn Đồng rồi vào trung tâm cũng có. Mình đi đường nào thuận tiện nhất thì mình đi. Này là một ngày khá đẹp trời. Đây sắp đến sân bay rồi. Các bạn lưu ý nếu mà các bạn đi lên taxi vào buổi chiều hay buổi sáng hay những cái giờ cao điểm đấy, các bạn phải đi trừ giờ đi, tại vì đường ở đây nó rất là hay kẹt xe và nó nhỡ máy bay của các bạn đấy thì là rất là uổng. Tốt nhất là các bạn nên đi sớm hơn bình thường một chút nếu mà đi taxi, còn đi xe ôm thì ok, các bạn có thể đi đúng giờ, tức làm sao mà mình đến sân bay trước khoảng một tiếng là được, các bạn tính như thế. Còn lưu ý taxi là phải đi thời gian trừ đi nhiều lắm. Đây mình rẽ vào trong đây thì lối này sẽ là lối mà xe máy được đi vào này. Đến đây thôi, xe máy chỉ vào chỗ này thôi. Thế còn mình đi taxi mình sẽ đi được vào đến sảnh luôn. Nhưng mà đi xe ôm thì không được đâu. Mình đến một cái chỗ đỗ này, đậu xe ở đây. Đây cái điểm dừng lại chỗ này thôi. Là họ không cho xe ôm vào nữa. Đường này là nếu đi vào thì phải gửi xe máy. Mình đi bộ cũng khoảng vài trăm mét để đi vào trong sảnh, trong nhà ga này. Bởi vì mình đi hãng máy bay giá rẻ Vietjet thì cái nhà ga nó nằm ở phía cuối này, phía đầu tiên của đường ô tô đi vào và phía cuối của đường xe máy đi bộ, nó hơi xa một chút. Nhưng nếu bạn đi ô tô thì đi là được vào đầu tiên luôn. Cái sảnh của Vietjet nó nằm ngay khu đường xe ô tô vào. Còn phía cuối là những nhà ga quốc tế rồi thì những cái hãng khác. À đây nhá, tất cả những cái cột này đều có đánh số này. Ví dụ như là cột này là A03. Nó sẽ từ 01 đến 03. Ở sáp đây là A, xong B, C, D ra phía ngoài. Còn dọc bên kia sẽ thành 1, 2, 3, 4. 1, 1A, 2A, 3A. Ở đây là đoàn tiếp viên hàng không của Vietjet này đang đi vào đó. Như cái cột này là cái đánh số này, các bạn có thể là hẹn nhau ở đây hay là để cho người đi đón. Mình chỉ cần mình đứng, nói là đứng ở cột nào thì họ sẽ biết đường. Hoặc là mình hẹn nhau là cột nào thì tìm đến cột đó nó dễ dàng hơn. Bây giờ mình đi vào trong cái sảnh của Vietjet, vào bên trong. Thì trước mặt mình đấy, khu đấy là khu làm thủ tục. Những người có hành lý ký gửi như các bạn kéo lê này hay là hành lý nhiều này vào gửi trong đó. Đây chỗ này là chỗ mua vé này, xong đi vào trong kia làm thủ tục này. Đấy là những người có hành lý ký gửi ở trong kia. Còn những người nào chỉ hành lý xách tay thì nên check in ở chỗ này. Các bạn cũng thể check in bằng cái app của mình ở nhà. Mình đến đây đấy thì mua vé họ sẽ gửi cho mình một cái mã như thế này về Zalo hoặc là gửi mail về. Đây có cái mã trên đây, mình bấm vào cái này là tiếng Việt này, chọn tiếng Việt, chọn là làm thủ tục này. Đấy, nó hiện lên như thế, ngay ở những cái cột check in ở đây. Nhập mã đặt chỗ, thì cái mã đặt chỗ họ gửi về cho mình đây như thế này. Mã của mình là G này, 5 H Q U V kép, vé thôi. Xong rồi bấm Enter nha, cho nó ra một cái giao diện như này. Đây là cái mã chuyến bay của mình, có phải không? Nếu thấy đúng thì mình bấm vào đây, G247 gì đó, bấm vào đây. Và tên mình đúng nữa, bấm vào đây. Thì mình có mã rồi, sẽ chuyến bay và tên, nó bấm vào đây là đúng. Mình bấm vào đây thì khi bấm vào đó là đồng ý, thì nó ra sổ ra cái hàng này cho mình chọn ghế này. Những cái ghế mà màu đỏ này là có người đặt rồi, màu xanh là chưa có. Tất cả những ghế hôm nay bên ngoài cửa sổ đều không có, mình chọn một ghế ở giữa, bấm vào. Theo mình chọn được rồi thì bắt đầu bây giờ họ mới xác nhận. Mình bấm nút xác nhận, thì chờ trong giây lát, đồng ý, bấm vào. Tất cả thông tin đúng, chính xác, bấm in vé máy bay ra. Mình bấm như vậy là nó sổ cho mình một cái vé bên dưới này, lấy lên. Đây, H, P và mã vé máy bay. Vậy là mình có thể mình đi vào được rồi đấy. Đi vào trong khu nhà chờ. Khu này là sảnh ngoài thôi.
để trước khi vào nhà tờ thì hôm nay thỉnh thoảng Vietjet cũng có cân hành lý sách tay của các bạn. Không phải thường xuyên, thỉnh thoảng mới có bữa cân ở đây thôi. Thì các bạn lưu ý mang đủ cái số cân sách tay của mình nhé. Nếu mang nhiều quá thì các bạn nên mua cái hành lý ký gửi. Đây chỗ này là cái chỗ nào mình cân thử của mình đây này. Cân vào cái lồng để xem có vừa hành lý không. Ổn rồi thì mình bắt đầu đi vào. Đây, họ sẽ dán cho mình, nếu ổn rồi được rồi, họ dán cho mình một cái băng của Vietjet như thế này. Bây giờ mình đi vào ha. Và trong đây là cái khu vực này an ninh, mình không được quay phim chụp hình. Đây, đi vào đây mình trình vé và căn cước công dân. Thì để vào trong đây thì các bạn cần phải lấy một cái khay này, bỏ đủ tất cả các thứ tư trang vào trong đây để đi người không vào thôi. Mình vào bên trong mình xem cái vé của mình nào. Mình ở cửa số 12 này. Đây. Thì trong đây có nhiều cửa lắm. Thì mình nhìn phía bên này là có cửa từ 16 đến 25. Ở bên sảnh dưới này rất là rộng. Tức là 16, 25. Còn phía bên trái của mình thì sẽ có cửa từ 1 đến 15. Thì những cửa từ 1 đến 15 này là đi lên trên lầu các bạn, đi cầu thang lên trên. Còn bên dưới thì là từ 16 đến 25 thì sẽ đi xe buýt ra ngoài máy bay. Còn mình trên đây sẽ đi một cái đường lồng ống đi ra máy bay. Nó khác nhau ở chỗ đó. Thì mình cứ nhìn vé mình, đi cửa nào thì mình sẽ theo cái vé để mình đi. Khu này là từ 1 đến 16 thì lên trên lầu. Tất cả các thông tin đều có rất là dễ dàng các bạn nhé. Các bạn đi thẳng đến đây, nó báo là phía này là có cửa từ 1 đến 14 này. Cửa 15 là đi thẳng, 11, 14 là rẽ tay trái, mình rẽ luôn. Đây, đi đến đây thì có một cái báo nữa. Tức là khắp nơi đều có. Đây, cái chỉ dẫn ở trên này. Khu này là có một cái phòng để hút thuốc này. Không được hút bên ngoài, hút thuốc vào bên trong phòng và nhà vệ sinh. Đấy, hướng đi chỉ rõ ràng. Nên mình không có nhu cầu gì thì mình ra cái cửa nào mà cửa số 12 đó. Là trên cái vé mình đấy, để mình ngồi đó chờ cho nó dễ dàng, thuận tiện. Ở đây đều, mỗi nơi đều treo một cái màn hình lớn. Có nhiều nơi treo lắm. Thì các bạn có thể là kiểm soát ở trên đây. Mình nhìn lên cái màn hình này mình biết là thông tin những cái gì có thể là hoãn chuyến hay là lỡ chuyến hay là thêm giờ chuyển cửa gì đó, nó nằm hết ở trên này. Hoặc nó có thông báo bằng loa. Bây giờ mình đi kiếm một cái chỗ ngồi nào gần cửa 12. Đây, cửa 12 đây rồi. Hôm nay mình đi khá sớm, thành ra cửa 12 giờ này đang có một cái chuyến bay đi Hà Nội. Thì những người đi Hà Nội sẽ đi chờ lên tàu trước. Mình chờ đây lát nữa đến chuyến của mình đi Hải Phòng. Ngồi đây đợi thôi. Còn khoảng 20 phút nữa mình sẽ lên tàu. Bây giờ lên tàu thì mình chỉnh cái vé này, căn cước công dân ở cái cửa kiểm soát sau cùng này. Là mình ra máy bay thôi. Đây, cái đường ống dẫn của mình này, đi ra máy bay đấy. Còn các bạn nào mà đi ở cửa bên dưới thì sẽ đi xe buýt ra. Đây gọi là ống lồng thì vậy. Bây giờ xong rồi, cất cái căn cước công dân đi. Còn lại thì cặp cái vé thôi. Để mình tìm số ghế. Nếu các bạn thương mến, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, tạo động lực cho mình ra được những video tiếp theo được tốt đẹp hơn. Và bây giờ mời các bạn cùng lên máy bay cùng mình. Trên vé mình lúc nãy mua là nó ghi số ghế là hình như là 6B. Ở số nhỏ là đầu máy bay, càng số về cuối, số lớn thì cuối máy bay. Hình như đến cuối là số 30. Nếu đi bằng ống lồng này thì vào cái cửa đằng trước đầu máy bay, còn đi bằng xe buýt thì nó đi xe hai cửa, trước và cửa sau. Đây, mình đi vào trong đây tìm cái số của mình. Thì cứ đếm từ 1 đến 6, các hàng ghế từ 1 đến 6 và có hai bên, có mỗi hàng 6 ghế từ A, B, C, D, F, G, H gì đó. Đây rồi, ghế mình khu này, số 6 đây. Mình hôm nay check in hơi trễ, thành không mua được cái ghế ngoài sát cửa sổ để quay phim hoặc là ngắm cảnh nó thuận tiện. Đây, ghế của mình là 6B. Đây, nó ghi ngay trên đây.
mình nhìn thấy là mình bước vào. À, giờ bắt đầu máy bay chuẩn bị là rời cái khu này để ra đường băng cất cánh nha. Các bạn lên máy bay thì ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn và chờ cất cánh thôi. Thì ngồi đầy đủ cất cánh cũng nhanh lắm, vài phút là cất cánh. Giờ này tiếp viên đang hướng dẫn. Đây, máy bay đã trên đường băng chuẩn bị cất cánh này các bạn. Cái khúc lấy đà này phải nhanh, tức là lấy đà trên đường băng rất là nhanh, chạy hình như là khoảng gần 200 cây số một giờ đấy thì mới cất được cánh, đủ đà để cất cánh. Lấy đà cũng khá xa, máy chạy nhanh lắm, tiếng nó rít lên. Chuẩn bị cất cánh rồi, bắt đầu nhấc đầu lên cái nhanh lắm. Đấy, cất cánh rồi đấy, đầu máy bay nhấc lên rồi, nó êm ngay, từ từ lên. Lúc này thì máy bay nó tăng hết công suất thì nghe tiếng động cơ nó rít. Đây, nhìn là thành phố bên dưới này, nhà cửa san sát. Khi đạt đến độ cao rồi đấy là sẽ được đi lại rồi, thì sử dụng những cái thiết bị điện và chỉ là không bật cái sóng lên thôi, dùng chế độ máy bay. Hôm nay là khá đông, ghế full luôn. Khúc này là máy bay đang cất cánh lên thì bay giữa khoảng mây, giữa trên và dưới, thì đầu nó còn nhấc lên như thế này và bay trong mây. Máy bay mà chạm mây một cái nó cũng sắp gần như ô tô ấy nhá, nếu mà đi vào cái vùng mây. Đây, nhìn xuống bên dưới này, nhà cửa nhỏ dần. Khu này chắc là khu Đồng Nai. Máy bay chung với mây luôn. Lát nữa mình bay trên cao thì không còn mây nữa, mây bên dưới. Đây, như lúc này này, máy bay đạt đến độ cao ổn định thì mây chỉ bên dưới thôi, mình bay trên tầng mây luôn. Đây, nhìn bên dưới nhà cửa nhỏ xíu. Bây giờ các bạn có thể lấy ở phía trước ghế trước đấy mấy cái cuốn này ra để tìm hiểu tham khảo. Ở đây có một cái này này, mình tìm suất ăn ở trên máy bay. Các bạn có thể đặt suất ăn trước thì nó rẻ, còn bây giờ mà lên trên đây để mua suất ăn trên đây thì khá là cao nhé. Để có giới thiệu giá cả trong đây. Một cái phần này combo này là bằng xem một cái bánh mì ít hạt điều, một ly nước là 160.000 cho bay quốc tế và 90.000 cho quốc nội. Mình bay hôm nay bay quốc nội là 90.000 với giá đó. Bên này mì Ý này 120.000, quốc nội này 200.000 quốc tế này, cũng cứ giá khá là chất. Còn bánh mì thì bánh mì này là 50.000 một cái, còn bay quốc tế thì 90.000. Còn cái tô phở hộp đặc biệt này thì 80.000 được quốc nội, 120.000 quốc tế. Còn những cái phần này cũng còn 80.000 một phần thôi. Sang bên đây thì món ăn này có vẻ nó rẻ hơn, những món ăn vặt vặt, ăn liền này, từ 50.000 đến 70.000 một cái phần ăn một ly này. Đó, mấy cái phần ăn giống này, trăm mấy nữa. Đây, có phần này là rẻ nhất, mì chay này, 35.000. Còn mì thường là 60.000, 40.000, 60.000. Đây, đến đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt thì cũng xem nào, 50.000. À, có cái 15.000, chắc cái gói bim bim nhỏ gì đó. Đồ ăn vặt 15-30.000. Sang bên này là đồ uống này. Đồ uống thì 50.000 đến 70.000 cho những cái phần sữa sinh tố gì đó, kèm theo một ít bánh snack gì đó. Còn bên dưới này, nước uống 35.000 một lon, đến 60.000 là bay quốc tế, 35.000. Còn rượu thì hơi mắc này, 150.000 đến 200.000 một ly này, rượu vang hay là bò húc cũng vậy. Bên này cà phê là 35.000 một phần cà phê.
Cà phê đây chỉ cà phê gói thôi nhé, mình sẽ đặt một phần cà phê gói uống. Bây giờ tiếp viên đang mang xe đi bán đấy, phục vụ ăn uống. Các bạn ăn gì thì mua thôi, nước uống đồ ăn. Nhưng mà nếu mà đặt trước ở vé thì nó rẻ hơn nhiều nhá. Mình sẽ kêu một ly cà phê uống. Cho anh một ly đen đá nhá. Quy trình pha cà phê cũng đơn giản thôi. Xé cái gói này ra, đổ vào ly, xong chế nước sôi vào cho nó tan ra, rồi bỏ đá vào thôi. Uống cà phê gói cho mình thích cái thể loại này lắm. Ở đây sẽ có hai xe bán, một xe trên xuống, xe dưới lên, gặp nhau ở giữa. Đây có một cái bàn ăn này, mở ở cái lưng ghế trước này, bật nó ra, thế ra được cái bàn ăn này, nhỏ nhỏ, để phần ăn và phần uống ở đó, mình đang đắp đá cho mình kia. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Đầy ly cà phê cho mình đây. Vỏ bằng Coca, à, quảng cáo cho Coca. Ly giấy. Coca muốn làm cái ly này cũng phải mất tiền. Đây ly cà phê cho mình, nhìn hấp dẫn á. Mời các bạn thưởng thức cà phê Vietjet nhé. Trên máy bay. Cái gu của mình cũng đúng cà phê này luôn. Cà phê đen, cà phê Việt đấy. Mình phản uống cái này này. Thích hơn là uống pha phin hay là những cái cà phê khác, mà không bao giờ uống cà phê sữa. Trên máy bay ấy, còn yếu tố đi vệ sinh nha các bạn nhé. Ở đầu máy bay, cuối máy bay đều có nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh rất nhỏ, sạch sẽ. Đầu tiên các bạn đến đấy, thấy cửa này màu xanh này, thì là không có ai. Mở cửa ra còn màu đỏ thì có người bên trong. Đây, mở ra một cái vẻ nhà vệ sinh rất sạch sẽ như thế này, nhỏ thôi, trang thiết bị đầy đủ. Cái nắp vệ sinh này các bạn đi là nhấc nó lên đấy, sau khi sử dụng xong thì đậy nó xuống rồi xả nước. Đây, cái nút xả nước ở đây các bạn chỉ cần bấm một cái thôi là nó nước xả ra rất là mạnh, hút sạch luôn. À, đây là có giấy vệ sinh ở đâu chỗ này. Đây, ở chỗ này có một cái bàn này, khi mà các bạn hạ xuống thì để những ai mà có em bé hay để đồ để mang lên đây thay tã cho em bé, ở chỗ này nó thuận tiện này. Xong lại nhấc lên bỏ vào đây, gài nó lại. Sang phía bên này thì có một cái vòi nước nóng lạnh và đây là vòi xà bông, bấm này nó ra. Nước nóng lạnh này cũng chỉnh, xong ấn, chỉnh sang phải thì là nước lạnh đang cháy nước nóng, xong ấn một cái nó ra ít thôi. Mà các bạn sinh hoạt nước trên này nên hạn chế, chứ nước trên máy bay cũng hạn chế lắm, không cần nhiều đâu, đủ dùng ít ít thôi là được, bấm nó ra ít lắm. Đây, giấy này giấy vệ sinh, còn giấy lau tay trên này, có một cái ngăn giấy lau tay ở trên đây, lau sạch sẽ. Xong các bạn sẽ bỏ vào đây nhá. Đây có cái ô bỏ rác này, nó gọn gàng trong đó. Vậy là xong rồi. Đấy, đi vệ sinh trong đây như thế đó. Trước khi đi mình chốt cái cửa này lại này. Bây giờ mình mở ra thì bên ngoài sẽ thấy xanh, còn chốt lại sẽ thấy đỏ. Ở đầu máy bay cũng có, cuối máy bay cũng có nhà vệ sinh, đều hai bên đều có cả. Nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, máy bay này đang trên độ cao, chỗ này mình nghĩ là khoảng khu Hà Tĩnh gì đó. Nhìn đẹp lắm. Dưới là biển xanh nhá, mây bồng bềnh đằng xa, nước cái xanh ngắt đấy là biển. Thỉnh thoảng có nhìn thấy cái tàu đi thì có một vệt trắng, nhưng hôm nay không thấy. Khu này chắc là khu Hà Tĩnh. Hà Tĩnh, Nghệ An gì đó. Bây giờ máy bay đã đến Hải Phòng rồi, thì sắp chuẩn bị hạ cánh. Đây, nhìn nhà bên dưới san sát nhau,
nhưng cũng lẫn những cái mảng xanh vào trong đó. Đây, chuẩn bị xuống sân bay rồi này. Sân bay thì cũng vắng này. Đáp xuống từ từ. Cứ đáp xuống nghe nó sóc một cái là xong rồi đấy. Rồi, chạm rồi. Đó, xuống đây. Sân bay Hải Phòng thì không rộng lớn như sân bay Sài Gòn hay Hà Nội, nhưng cũng là sân bay quốc tế, đạt đủ tiêu chuẩn. Đây, máy bay đáp xuống này, bắt đầu giảm đào từ từ, lăn vào trong cái sân để. Ở Hải Phòng cũng có những cái đường dẫn, cầu dẫn đó. Một là đi cầu dẫn, hai là đi xe buýt. Đi cầu dẫn thì chỉ có một cửa thôi, còn đi xe buýt thì như là nó dễ đi hai cửa. Thời tiết Hải Phòng hôm nay rất là đẹp. Nắng trong xanh luôn. Cái gì vậy con? Khi máy bay xuống đấy thì cũng phải khoảng 5-10 phút mới xuống được các bạn nha. Thì các bạn cũng không cần phải đứng nhốt nháo là gì, cứ ngồi yên thôi, bình thản mới dưới. Chờ khi nào có xe thang ra là mình mới xuống được, cứ đứng chờ sẵn rồi cũng lâu. Để khoảng 5 phút sau thì mình lấy hành lý rồi đi ra. Con nóng vội cũng không đi ra trước được. Chào em, tạm biệt ha. Này, đi xuống cái xe thang đây. À, hôm nay gần. Ngay gần đây không cần phải đi xe buýt. Đi thẳng vào trong sảnh luôn. Cũng thuận tiện. Đi vài chục mét là vào trong sảnh rồi. Thì xuống sân bay nào cũng thế đấy các bạn. Mình đi vào trong đây có một cái ngay lối đi vào một khúc thôi là có nhà vệ sinh cho mình lên. Và các bảng hướng dẫn đều trên đầu này rất là rõ ràng. Đây, nhà vệ sinh đây. Có hai bên luôn á. Bây giờ mình đi ra cái khu này, ai có hành lý ký gửi đấy thì sẽ đến để lấy hành lý ký gửi, còn nếu không có thì đi thẳng ra luôn. Hành lý ký gửi phải chờ có khi phải 10 phút sau họ mới mang được vào. Đây, khu này khu băng tải để mang hành lý ký gửi này, thì đứng đây khoảng 5-10 phút. Nếu có hành lý ký gửi mình sẽ đi lại đây để lấy một cái xe đẩy. Xe đẩy để sẵn ở đây. Rất là nhiều. Đây, cái xe đẩy thì ở chỗ này nhiều này. Đến đây, cái xe đẩy có một cái này. Khi mình bấm cái này, bóp nó lại thì bắt đầu mới di chuyển được. Thế còn nếu không mà nhả ra thì nó như bị phanh, bị thắng lại, không di chuyển được. Thì đi đẩy mình bóp như thế này nha. Đây, mời anh lấy xe này đi. Đây, khu này là khu chờ để lấy hành lý ký gửi này. Chưa có hành lý nào vào cả. Thì mình đến đây có một cái màn hình TV ở đây. Mình xem nào, chuyến bay của mình là xuống rồi, là sắp có chưa. Nếu có thì họ sẽ thể hiện ra đây luôn. VG274 sắp có rồi. Mình hôm nay không có hành lý ký gửi, mình đi thẳng ra ngoài. Chỉ giới thiệu với các bạn vậy thôi. Ở ngoài này thì có taxi, xe ôm đón sẵn. Hôm nay thì mình có em đi đón, có em trai đi đón. Em trai mình chạy xe ô tô từ Sài Gòn ra ở ngoài này cũng lâu lâu rồi. Hôm nay đi đón mình ở đây. Về đó. Hai anh em rất là hay đi về quê, về Bắc thì cũng thường chạy ô tô về, có khi mình chạy xe máy luôn.
Một năm có lẽ là đi về cả trên dưới chục lần. Mà thường là đi sân bay Nội Bài, à sân bay Cát Bi này. Thỉnh thoảng đi Nội Bài khi có công việc thôi. Sân bay Cát Bi này có chỗ để xe cũng rộng lớn lắm, thoải mái để luôn. Tôi thấy có số 1, 2, 3, 4, 5. Không chật chội như sân bay Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất đấy. Thì ô tô tới để đến 4-5 tầng chạy miết mài mới để được cái chỗ để. Sân bay này thưa thành để nó thoải mái. Chạy xe đây rồi. Lên xe về nhà. Tạm biệt sân bay Cát Bi và kết thúc chuyến hành trình đi máy bay giá rẻ từ Sài Gòn ra Hải Phòng. Các bạn nếu mà đi mua vé vào dịp Tết ấy, các bạn mua trước lên khoảng 1 tháng có thể rẻ được một ít. Còn đi ngày thường thì mua trước khoảng 2 tuần sẽ rẻ. Cũng có dịp mà vé chỉ khoảng trên dưới 1 triệu thôi, tất cả thuế phí nữa. Còn trung bình thì cứ khoảng đi khoảng 1,5 triệu các bạn ạ. Và video của mình cũng đã dài thì mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất mong các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình, tạo động lực cho mình ra được những video tiếp theo được tốt đẹp hơn. Và đừng quên nhấn like. Cảm ơn các bạn, trân trọng.